giờ mình đang bị bỏ rơi, mình đang bị mắc của luôn, mà bạn bè tránh xa luôn. Hoặc vừa bị ung thư, cái chồng bỏ luôn, con tránh xa, của cải bị lấy sạch luôn. Những cái điều này đa phần là những cái điều chúng ta bị tuyệt vọng. Rồi nghèo thiệt nghèo luôn, mà nghe nguồn tin chồng đang bị bệnh nặng chứ lắm, không có tiền để trị bệnh cho chồng, đi vay mượn cầm cố của cải chút đỉnh, không ăn thua vào đâu. Bây giờ tuyệt vọng đến mức mà nhà không có gạo nấu, tiền không có, mà bệnh kéo lôi, con thì lóc nhóc len nhen đi học. Quý vị thấy cái tình cảnh này, đặt mình vào hoàn cảnh, quý vị thấy nó kinh chưa? Nhưng mà trong cái hoàn cảnh đó mà quý vị có thể vui được, quý vị thấy đơn giản không? Không đơn giản chút nào, đúng không? Nhưng mà mỗi ngày bị nhăn mặt thì có giải quyết được vấn đề không? Theo những đức thấy, chúng ta phải vượt lên chính mình thôi, đúng không? Bây giờ đã lo không được rồi, khỏi lo luôn. Lo không được mà, bế tắc hoàn toàn, lo không được rồi. Bây giờ mượn nợ người ta cũng không cho luôn. Chồng thì bị bệnh gì, con thì bây giờ không có tiền đóng tiền học luôn. Không có tiền đóng trường học thì sao? Khỏi đóng. Khỏi đóng. Nếu như cô giáo, thầy cô giáo đuổi học con, tại vì chúng ta không có tiền đóng trường học con, nên thầy cô giáo không cho học nữa, nghỉ học. Thế sao? Đúng không? Theo quy luật tự nhiên sống luôn. Theo quy luật tự nhiên sống. Còn chồng bị bệnh không có tiền trị bệnh luôn, nằm đó luôn, thì nói không có tiền trị bệnh, anh cứ nằm đó niệm Phật đi. Hiểu chưa? Bây giờ không có tiền trị bệnh rồi, bây giờ anh nằm đây, anh có ghen cỡ nào thì văn nữa cũng không được cái gì. Mà làm thì gia đình này nặng nề thêm. Nói thiệt với anh, em bây giờ em cũng muốn chết phức cho rồi, cho nó xong cái cuộc đời này. Nhưng mà em hiểu Phật Pháp, em có chết làm gì. Nhưng bây giờ em cũng lo cho anh hết lòng rồi, nhưng mà thấy cái mồi không có giải quyết được vấn đề của cái cõi đời này. Thôi, con không có tiền đóng trường học, người ta đuổi, nghỉ học. Anh không có tiền chích thuốc trị bệnh, khỏi trị bệnh, nằm đó cứ niệm Phật. Rồi bây giờ có được miếng gạo nấu thì vợ chồng con ăn miếng cơm trắng, sống qua ngày. Niệm Phật thử coi nó có kỳ tích gì xuất hiện không, đúng không? Rồi gương mặt cứ tươi vui bình thường, bước ra ngoài người hỏi tới một cái thì nói: trời ơi, mấy ngày nay nó khổ lắm chị. Khổ hơn cái gì nữa, bây giờ gạo mà nấu con buổi này là hết gạo rồi đó. Còn cái chuyện là mấy đứa nhỏ là khỏi đi học luôn rồi đó. Ảnh thì bây giờ nằm chờ chết. Ủa mà sao thấy em vui quá vậy? Bây giờ em hỏi chị, em không vui thì giờ làm được gì giờ? Bây giờ cái gia đình của em á, chồng thì vậy mà con thì vậy, nhà không còn cái gì nữa chứ á. Bây giờ còn có mình em mà em cũng buồn nữa, thì cái nhà này còn là cái gì nữa? Nhà này còn gì nữa giờ? Bây giờ nương tựa vào đâu đây? Họ là người nương tựa vào em là tinh thần, mà bây giờ em không còn chút tinh thần nữa, bây giờ rồi sống cái gì nữa bây giờ? Mà em không còn tinh thần nữa thì chắc em cắn lưỡi em chết, thì cả nhà này không biết làm sao luôn. Nên bây giờ em á phải có một cái tâm tư sống, nó vẫn còn có ngày mai, còn hơn là em nặng nề. Còn nếu như mà nhà không có gạo nấu luôn thì để cho Phật Bồ Tát sắp xếp luôn thử coi sao. Nghĩa là quý vị tin Phật mức cùng cực, lòng tin kiên cố. Lòng tin này mà kiên cố gì thì vị nhân đức tin chắc quý vị có kỳ tích xuất hiện, chắc chắn luôn.
Bây giờ vì cứ nghĩ chùa mình á, chùa mình bây giờ sắp xếp làm sao đây? Bây giờ chùa mình bây giờ bị sắp xếp làm sao? 3-4 điểm chùa 2.000 người bị nhào vô bị sắp xếp. Nhưng Đức nói cái người bình thường á, mà không nuôi người á, dù là chủ trì một ngôi chùa, thử đi bố trí cho 100 người xuất gia đi sắp xếp đi. Sắp xếp nội bộ chùa này đi. Sắp đầu này thì nó lộn đầu kia, sắp đầu kia thì lộn đầu nọ, giải quyết đầu này thì nó bụp đầu kia, giải quyết đầu kia bụp đầu nọ. Thì chăm ông thầy này cứ như le lử luôn. Nghĩa là cái việc làm này á, nó phải làm có thời gian, rồi nó phải thu nhiếp được chúng thì sao, rồi trong cái việc làm đó nó có sự gia trì của chư Phật Bồ Tát. Nghĩa là sự gia trì của chư Phật Bồ Tát hỗ trợ mình mới làm việc thành công được quý vị. Chứ không phải là sức người tự nhiên quý vị bố trí sắp xếp tính toán gì đâu. Nhìn thấy rõ ràng đó. Còn cuộc sống của chùa chiền mà lo về vật chất á, những đứa con không biết mà kiếm tiền sao. Giờ kiếm tiền sao giờ? Không lẽ giờ vì gặp người ta vì xin tiền, nhưng mà vì gặp người ta vì xin tiền thì người ta cũng không đến chùa luôn, quý vị cũng chết đói luôn. Đừng nói chuyện dưỡng chờ, hiểu không? Thì cái cách những đức mà đưa ra cho quý vị là gì? Giúp cho quý vị an tâm. Mà khi giúp cho người ta an tâm thì người ta lại biết ơn, mà biết ơn thì người ta tự cúng dường. Rõ ràng không? Đó, tâm biết ơn quý vị. Vậy thì bây giờ quý vị đi đến mức cùng cực bế tắc mà quý vị nương tựa vào Phật pháp, thì cái người khổ đau cùng cực người ta gặp quý vị, người ta sẽ thấy rằng ô bà này khổ đau cùng cực mà bà vẫn sống được đặc biệt gì. Vậy thì cái khổ đau cùng cực của mình cũng phải sống như bà, đúng không? Giống như giờ chàng Niếp cục tay cục chân, cũng có những khoảng thời gian chàng Niếp này nó muốn tự tử nó chết, nhưng mà vì nó coi sách người xưa, tư tưởng của chàng Niếp lạc quan. Khi tư tưởng của chàng lạc quan rồi đó nghe, thì bị biết á, có sức ảnh hưởng đến thế giới. Ghê không? Cái lạc quan á, cái từ trường và sức ảnh hưởng lan tỏa thế giới. Nên người cục tay cục chân mà đi đến đâu cũng giảng dạy người ta, giúp cho người ta có cái năng lượng sống cao độ. Vậy thì quý vị coi bây giờ như những đức, cái năng lượng sống những đức nó cực kỳ cao. Vậy có đúng bản lãnh là năng lượng sống những đức rất cao. Và có người những đức sống thường vui và lạc quan, những đức không có nặng nề quá những việc chưa đến. Từ nơi đó mà quý vị thấy cái sức ảnh hưởng, cái tầm quan trọng như đức nó phát triển mạnh chưa? Đó. Nên những cái điều mà nãy như đức mà dẫn dắt câu chuyện cho quý vị nghe, mà một gia đình đó không, đi đến mức cùng cực bế tắc, làm gì chúng ta phải đặt mình vào vấn đề đó để mà bế tắc. Bây giờ con đi học mà không có đóng tiền học được là do mình hết khả năng. Vậy thì mày nghỉ học đi, đúng không? Mày kêu tao phải làm gì nữa bây giờ? Tao phải làm gì với mày? Không lẽ giờ tao đi bán thang cũng không ai mua nữa, hiểu không? Tao làm cái gì cũng không được nữa rồi, vậy mày nghỉ học đi. Nhà mình quá nghèo con à, không có tiền cho con đi học, con nghỉ học đi. Con phải nhớ gia đình mình quá nghèo là do không có phước, nên nó quá nghèo. Con hãy phụ giúp trong gia đình đi con. Còn anh bệnh đau giờ không có thuốc gì, anh hãy nằm mà chờ chết đi. Khoan một câu một cái, nhưng em nói cho anh nghe, nếu cho em chọn lựa, thấy không, thì em thà thế bệnh của anh để nằm đây,
thì em nằm đây, em sẽ niệm Phật để chờ Phật rước. Hiểu không? Rồi đây là cái máy nghe pháp của thầy giảng nè, em sẽ nằm em nghe, thì em cởi mở tâm tư. Tùy anh, em nói như vậy, nếu cho em chọn lựa, thà thế anh bệnh luôn cũng được. Nó nói câu kia nhưng mà nó vuốt lại câu ăn tình. Bây giờ nếu mà cho em chọn lựa được, thà thế bệnh giùm anh cũng được. Nhưng mà bây giờ không có thế được anh nè. Thấy không? Đâu có thế được đâu. Thì bây giờ anh nằm đây, anh ghê làm chi? Để gia đình mình cạn buồn. Sao anh không nằm, anh cười, anh niệm Phật? Đúng không? Anh không nằm, anh cười, anh niệm Phật đi. Anh ghê anh làm gì? Phải chi anh ghê mà có người đem tiền là đưa cho anh để mà trị bệnh thì anh ghê giùm em đi. Chứ em cũng đi chạy chữa mượn tiền tùm lum mà tao không cho mượn. Thôi bây giờ đã không được gì hết trơn rồi, chỉ còn có trông chờ vào Phật. Rồi cứ nằm đó, A-di-đà-phật, 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 cái niệm Phật đi. Đúng không? Nó, mày thấy không? Có những người vì người ta khổ quá trời khổ rồi, người ta không còn nương tựa ở đâu nữa, thì lại gặp Phật Pháp. Lại gặp Phật Pháp. Và Phật Pháp có thể giải quyết giùm vấn đề khổ đau giùm cho người ta. Quý vị nhớ, cuộc đời con người không có gì mà tuyệt đường đâu quý vị ơi. Không có cái gì mà tuyệt đường, chỉ có mình tuyệt tâm thôi. Nhớ kỹ, chỉ có tuyệt tâm chứ không có ai tuyệt đường quý vị đâu. Cái tâm quý vị đã hoàn toàn đóng lại thì quý vị không có đường để đi đâu. Chỉ cần cái tâm quý vị mở ra là có con đường đi. Những đức tin 100%, cái khổ đau cùng cực là sắp sửa có phước báo đến, chắc chắn luôn. Nhưng mà cái khổ đau cùng cực mà có phước báo đến là hành động bạn nó như thế nào kìa. Nếu bạn cũng như những người khổ đau rên rỉ thì bạn không có cơ hội đó. Hiểu chưa? Con đường này bạn liều mạng với Phật Bồ Tát một keo thì bạn có cơ hội, chắc chắn với bạn luôn. Quý vị coi á, bây giờ nhiều người ít có ai đâu mà ta tổ chức lễ với Quan Âm 1000 lại, đúng không? Nhưng Đức nói mình cũng làm việc gì lạ một chút trong cuộc đời này, đúng không? 1000 lại đã là ít ai tổ chức rồi, chứ đừng nói chi 2000 lại. Hiểu không? Rồi đừng nói thêm là 3000. Đúng quý vị. Bây giờ nhà Đức hỏi quý vị nè. Quý vị lại có 3000 lại, có 3 ngày thôi là xong rồi. Quý vị lại có 3 ngày là xong rồi. Nhưng quý vị biết á, 3 ngày này 3000 lại là xong rồi. Nhưng mà cuộc đời quý vị lại có làm một cái gì đó trong cuộc đời, đúng không? Thí dụ như 3000 lại này quý vị không lại thì cũng xong 3000 lại, mà quý vị không được lại, đúng chưa? Khi quý vị lại được 3000 lại, quý vị sẽ có cảm giác 3000 lại, đúng không? Bây giờ chúng ta cũng chưa biết được là lại xong 3000 lại nó mệt hay là nó sướng sao nữa. Hiểu quý vị, ai biết được đâu. Thì bây giờ đi lại đi rồi biết, đúng không? Đó. Nó nên những cái người mà họ nghe 3000 lại mà họ không dám đi lại, như Đức nói bị khờ. Khờ thiệt, đúng không?
Bây giờ vì lại thử rồi vì coi sao. Mà nhớ kỹ, một lại cũng không bỏ. Một lại cũng không bỏ. Để cái cảm giác mình coi 3.000 lại mình lại sao. Mà mình lại mình còn lao sùm nữa chứ, đúng không? Đó, các vị thấy rõ ràng hồi nãy mới lên những đức bị khang tiếng đúng không? Ổn ổn rồi đó, đúng chưa? Như vậy thì cuộc đời mình có khổ đau cùng cực bế tắc cỡ nào, các vị hãy dung dậy lên, dung dậy lên, đừng có ra vẻ mình là kẻ thê thảm. Chúng ta có gì mà thê thảm? Mang cái thân ở cõi đời này ai cũng thê thảm, không phải riêng cá nhân mình, đúng không? Giàu nghèo đẹp xấu gì mà không thê thảm. Nên chúng ta cần gì phải thấy mình là nghèo thê thảm, không có gì thê thảm hết chứ. Nhớ nghe đó, nó thì rõ ràng. Nếu nãy Như Đức lên mà Như Đức xìu xìu với nó là làm sao có giờ này. Nó nên Như Đức thấy mấy bà cụ trong chùa mình á, mấy bà 90 mấy tuổi, 80 mấy tuổi mà mấy bà còn có dũng khí ghê chưa. Mấy vị hồi sáng, quý vị mà ở đây mà nghe Như Đức kể câu chuyện bà già 95 tuổi với bà già 87 tuổi. Hai bà, trong đó có một bà thì cái tay dở được. Hai bà còn cái miệng nói không cự lộn sùm. Hai bà cự qua cự lại. Bà kia tức quá đưa cái tay bà làm nè. Chế mày. Lấy cây làm nè. Chế mày. Là bà khiều nhẹ nè. Chế mày. Thấy không? Bà kia bà quay qua. Bà nhổ nước miếng vô mặt bà nọ. Bà làm nè. Chết mày. Trời ơi. Phun nước miếng. Cái đầu bà kia lấy cái tay mà đâu còn sức đâu, bà lấy cái tay bà làm nè. Chết mày. Ghê chưa? Rồi bà nọ bà làm. Chết mày. Trời ơi, ngồi mà coi hai bà. Bà 95, bà 87 quýnh lộn. Cười chết mồ luôn. Rồi chú bà kia mới nói là tao mỏi tay rồi. Cái bà dùng cái miệng mới làm nè. Chết mày. Trời ơi, bà bung lại. Một chút mặt bà nào cũng nước miếng không. Chưa từng thấy cái miệng quýnh lộn. Kinh khủng chưa? Nên quý vị thấy cái sức sống của cái người niệm Phật kinh không quý vị? Không chịu thua. Quá phấn đấu luôn đúng không? Vậy thì bây giờ những đứa gỡ cái thông điệp này cho quý vị. Làm cái gì quý vị bệnh ung thư, bị nằm đó bị ghen. Ghen chi ạ? À? Ghen là có hết ung thư không? Đừng có ghen. Nằm đó cư. Thấy chưa? Bây giờ từ hôm nay chúng ta đau, chúng ta đổi là cư. Đau đổi là cư. Càng đau thì càng là quá đau quý vị. Càng đau thì càng cư lớn lên. Nó. Càng đau càng cư lớn lên hoặc là niệm Phật lớn lên. Hiểu không? Càng đau thì càng A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Làm gì đó. Nó quên đi vị. Nó quên đi. Mà nó làm cho vị hưng khởi cái tâm lên, hưng khởi tâm lên. Nhớ nghe. Ví dụ như giờ đang sống gì, bây giờ nghe Phật pháp chứ là đang sống như tự nhiên chồng mới nói bây giờ chia tay. Không có sống với nhau nữa, chia tay. Tôi quyết định tôi bỏ bà đó. Sao mình hỏi? Thiệt không? Thiệt sao thiệt? Bỏ mày thiệt luôn á. Hỏi thiệt không? Thiệt.
Xong quay lại: Mô Phật. Bây giờ sao? Bây giờ người ta nói người ta bỏ mình, bây giờ sao cái gì? Bây giờ cho người ta cơ hội, vì năn nỉ người ta vài tiếng đi. Bây giờ người ta nói người ta bỏ mình năn nỉ người ta vài tiếng đi. Anh đừng bỏ em được không anh? Người ta bỏ mày thiệt á. Không mà anh đừng bỏ em nghe, tội nghiệp. Tao bỏ thiệt mày, đừng có năn nỉ tao. Thôi mà đừng bỏ mà. Tao bỏ thiệt, năn nỉ hoài. À vậy là bỏ thiệt phải không? Cho anh cơ hội 3 lần đó nghe. Suy nghĩ cho kỹ. Vì còn con cái năn nỉ anh để mà mong rằng con của mình nó có cha có mẹ. Nhưng bây giờ anh quyết định anh bỏ em, vậy thì thôi. Đúng không? Thôi. Phải sống thôi anh à. Hiểu không? Đứa nào đi theo ba thì đi, đứa nào đi theo mẹ thì mẹ lo. Thôi, chuyện ai nấy làm. Phải sống cho tốt thôi. Đúng không? Nó rồi mình quỳ trước Phật. Phật ơi, từ hôm nay con không có cho thằng nào bước vào trái tim con nữa. Nghe không? Nó con chỉ để cho Phật bước vào trái tim con thôi. Nghe không? Rồi vậy thì cả đời nuôi con, dạy con, rồi đi chùa tu lê rai, khỏe, khỏe re, đúng không? Nói đây là nói là người ta bỏ mình đó quý vị, nghe chưa? Chứ không phải là mình nghe gì rồi mình về mình bỏ người ta, đúng không? Mình là người nghe đạo, nhớ câu kỹ câu này nghe. Thà để người phụ mình đừng phụ người. Nhớ kỹ, thà để người phụ mình đừng phụ người. Mà người đã phụ mình rồi thì chúng ta không nên trở lại. Nhớ kỹ. Tại vì sao? Việc đâu ra đó hết rồi. Bây giờ nói dòng do tam quắc gì nữa giờ. Hiểu không? Cái lúc mà còn chữa cháy được thì nếu chữa được thì chữa. Còn đã xong việc rồi thì việc ai nấy lo. Nhớ kỹ nghe quý vị. Nhân đức chia sẻ Phật pháp cho quý vị nghe là để mỗi một con người quý vị phải đứng lên để sống. Đứng lên để sống. Chứ không phải là cúi đầu để sống nha quý vị. Không có cúi đầu để sống nghe. Mà phải đứng lên để sống. Bây giờ á, chúng ta nghe Phật pháp rồi, cuộc đời chúng ta sống cuộc đời ở cõi này ngắn ngủi lắm. Bây giờ chúng ta bắt tay vào cái lối sống của mình. Từ bây giờ đến khi mình chết phải sống cho đặc biệt. Trong mọi hoàn cảnh phải sống cho tốt. Luôn luôn có nụ cười. Hiểu không? Nó nên á, mình là người học Phật á, mình không có bị thất tình. Nhớ kỹ nghe, không có thất tình. Mà mình là tình cảm tràn trề, có gì đâu thắt. Đúng quý vị? Vậy thì quá tuyệt vời. Nó nên nhớ. Nên chị em mà ngồi chung với nhau mà nghe pháp gì là cái duyên nó cũng đặc biệt lắm đó quý vị. Không giỡn đâu. Nó nên á, khi như Đức chia sẻ Phật pháp có hai cô này không thuận, ngồi kế bên. Những đức chia sẻ Phật pháp một chút thì cái bà ngồi kế bên mới làm nè. Chọt bà kia, bà kia quay lại mới làm nè. Ý nói là không thuận mà giỡn tao, không chi kỳ cục rồi. Xong cái những đức giảng chút cái vui, cái bà con ngồi kế mới làm nè. Từ đầu tới cuối mới làm gì hoài. Chút cái bà kia bà cũng mắc cười, bà làm lại, bà làm nè. Vậy đó mà cuối cùng hai bà ra ngoài nắm tay nhau đi ăn cơm luôn. Thuận luôn. Ghê không? Nó thì thấy chưa?
Rõ ràng quý vị, niềm vui nó giải tỏa được hận thù. Nhớ nghe, niềm vui giải tỏa hận thù. Và cũng từ niềm vui của nội tâm mà hóa giải bệnh. Chắc chắn vậy luôn. Niềm vui của nội tâm hóa giải bệnh. Mà nó hóa giải bệnh là ngay cái điểm nào không? Quên bệnh. Quên. Quên bệnh. Nên mỗi một con người mình á, phải sống làm sao phấn chấn lên quý vị. Lúc nào cũng vậy. Làm ăn được cũng phấn chấn, mà làm ăn không được cũng phấn chấn. Bây giờ bị vô đây bị gặp Như Đức rõ ràng không? Lúc nào bị thấy Như Đức cũng phấn chấn đúng không? Đúng không? Lúc nào cũng phấn chấn vậy á. Có những lúc cà lâm cũng phấn chấn. Nên có một câu rất là hay nè. Đừng khinh khi người khác. Một ngày thất thế xa cơ, ai khinh mình? Nhớ nghe. Vì nhớ nè, dù vị bây giờ đang giàu cỡ nào giàu nghe vị, đang có địa vị cỡ nào nghe, nhưng đừng khinh khi người dưới tay mình. Coi chừng một ngày quý vị sẽ thất thế xa cơ, ai khinh quý vị? Đúng không? Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, Những Đức ngày xưa trên thành phố là một thanh niên hư hỏng. Bao nhiêu người khinh Những Đức, bao nhiêu người coi rẻ Những Đức. Bây giờ nhiều người đó họ còn khổ hơn Những Đức. Còn khổ hơn. Và bây giờ trong số lượng những người đó họ đến nhờ Những Đức. Thấy chưa? Đây là bài giảng Những Đức chia sẻ thôi chứ mình không nói ai. Nhớ kỹ nghe. Nên quý vị nhớ, dù quý vị đang đương thờ nhưng đừng khinh khi người khác. Đừng xem rẻ người ta. Cuộc đời con người á, vì nhớ câu á, sông có khúc người có lúc. Quý vị chưa chắc lúc nào cũng thịnh. Đúng không? Mà quý vị cũng chưa chắc lúc nào cũng si. Nhớ kỹ. Nên khi mình thịnh, mình giàu sang, mình có địa vị, mình nên thương nhiều người. Để sau này mình thất thế xa cơ, có nhiều người đỡ giùm mình. Bây giờ mình giàu mình kinh khi người ta, đến một ngày nào mình thất thế xa cơ, nó đạp thì một đạp nữa cho bị lọt xuống hầm cá cha luôn. Tại vì lúc mà bình thường bị khinh nó mà. Nó nên nhớ kỹ. Nên từ nơi đó mình đương thờ có điều kiện, đừng khinh khi ai cả. Giúp được ai thì giúp đi. Giúp được ai thì giúp đi, nhớ nghe. Nãy có một cô này cô hỏi một câu. Con còn ăn mặn, đi lỡ nhà hàng quán ăn, những món đồ ăn mặn ta đãi người ta dọn lên bàn trang trí đẹp lắm, con cầm điện thoại con chụp món đồ ăn mặn con đưa lên mạng cho nhiều người được coi để giới thiệu món đồ ăn mặn đó, có tội không thầy? Có không? Tự bị nói. Bây giờ đơn giản thôi quý vị. Quý vị giới thiệu người ta ăn chay có phước không? Quý vị giới thiệu người ta ăn mặn có phước không? Rồi tự bị nói hết. Chưa? Rõ ràng luôn. Bây giờ để công chúng giải quyết vấn đề, lấy số lượng đông. Chứ nếu như mình quyết định quá thì người ta nói tại thầy ăn chay, thầy nói cá nhân mà. Còn này là công chúng, cả công chúng bao nhiêu ngàn người đều nói câu rõ ràng. Bây giờ Nhữ Đức giải thích rằng quý vị còn ăn mặn, quý vị ăn thôi, quý vị đừng bao giờ chụp hình đưa lên chi mất công, giới thiệu chi để cho nhiều người ta ăn mặn nữa. Còn mình ăn chay mà biết chỗ nào ăn chay ngon giới thiệu thì tốt. Đúng không? Ăn chay nó không có sát sanh, ăn mặn nó còn sát sanh. À, bây giờ Như Đức hỏi quý vị, một cái hình ảnh không đẹp mắt, một cái hình ảnh làm cho người ta đáng sợ, không có một tư tưởng giáo dục lợi ích cho người,
mà bị đưa lên cho nhiều người coi, có tội không? Có tội, đúng không? Một cái hình ảnh mà vì đưa lên giúp cho người ta hiền, người ta phát tâm tu, có phước không? Nó đang. Nên người ta quay một công đoạn mà cá sống quý vị, cá còn sống luôn, nó cầm lên nó cắn nè. Tội này kinh khủng lắm. Cái tội này làm cho nhiều người phát tâm ác. Còn nguyên một con chuột con mới đẻ mà nó để chén rau găm kế bên với muối tiêu, nó gấp con chuột con cặp vô rau găm chấm với muối tiêu bỏ vô miệng, nó không cần nhai, nó cho con chuột lắc lóc 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 vô, rồi đầu nó gặt lên gì cái nuốt vô, chuột chạy vô bụng. Kinh chưa, nó ăn kinh chưa, nó bị thấy ghê chưa, mà quay phim lên á, nó kinh khủng thiệt. Còn có một công đoạn mà ở bên Campuchia miên á, nó lấy nguyên một cái con bò con ở trong bụng đem ra, không cần luộc gì hết, nó hả miệng nó cắn vô miệng con bò, không cần luộc, không cần nấu gì luôn, cắn nhai 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 ăn. Kinh khủng không? Có nhiều cái mà con người ta nó đưa lên tư tưởng phản cảm, đúng quý vị? Nó ghê thiệt. Thí dụ như giờ quý vị bận một bộ đồ lam thiệt là đẹp, vì giới thiệu với người ta đồ lam cho người ta bận người ta tu, có phước không? Quý vị bận bộ đồ tắm vì đưa nguyên cái hình ảnh lên mà bộ đồ tắm quý vị cho người ta coi, có tội không? Nó vì tự mà xem xét thôi, đúng không? Nó nên cái trang mạng internet á, nó có thể giúp quý vị tu phước duyên rất dễ, nhưng quý vị không khéo thì nó cũng tạo tội cho quý vị rất là mau, hiểu không? Đó. Giống như người ta cầm chiếc máy quay phim, người ta quay công đoạn đứa con dâu mà quýnh bà mẹ chồng, quýnh đến mức dã man lắm, cầm cái chổi mà quét nhà nó quất vô mặt bóp bóp, xong bà đi cầu ra nó hốt phân của bà, nó đập vô mặt bà, bà lấy cái đồ hốt rác nó dặm 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 vô mặt bà, tán bà văng xuống dưới cái giường, xong nó cầm chổi nó quất bà. Khi những đứa coi công đoạn nó cái chấn động tâm, coi cái là chấn động tâm luôn quý vị, những đứa kêu tắt đi, công đoạn này coi chấn động tâm. Khi vừa coi xong những đứa nói rằng từ hôm nay đừng nên quay những công đoạn nó đưa lên mạng, vì những công đoạn đó là những công đoạn phản cảm. Nhớ kỹ, phản cảm. Được quyền giải thích để cho người ta nghe đây là một điều tội lỗi cực kỳ lớn, dù đó là mẹ chồng nhưng cũng như mẹ ruột. Đối xử với mẹ chồng vậy là tội đại bất hiếu. Đứa con dâu này sẽ chịu quả báo trong tam đồ ác đạo. Nhớ kỹ nghe. Mình làm con dâu mà mình chửi bên cha mẹ chồng là mình cũng đọa tam đồ ác đạo. Mình làm con rể mà mình chửi cha mẹ vợ cũng đọa tam đồ ác đạo. Vì đã là cha mẹ thì là cha mẹ. Hiểu quý vị? Nên những cái hình ảnh mà phản cảm đừng có đưa lên mạng. Mà lạ thay những hình ảnh đó ta coi đông lắm. Nhớ nghĩ kỹ. Ví dụ như những hình ảnh mà bây giờ bị bắt con cá gì bị mổ bụng đi, hay là bị giết bằng cách nào giả mang, bị đưa lên mạng coi đông lắm. Nhưng đây là một cái hình ảnh quý vị sẽ tạo tội nghiệp rất lớn, vì bị đưa hình ảnh này lên để gieo vào tâm con người ta ác. Dù quý vị câu được số like nhưng quý vị sẽ có tội rất là lớn, quả báo sẽ đến quý vị đáng sợ lắm. Thí dụ như quý vị viết một câu A Di Đà Phật bị đưa lên người ta coi được lần là vì có phước vô lượng, hiểu không? Đó. Nên những đức nói bây giờ quý vị nên phát động cái chương trình, những bài giảng như đức nhiều quá, một ngày khoảng hơn 10 bài giảng đưa lên một ngày. Ghê không?
tha hồ mà lập trang đưa những bài giảng vô. Những cái trang mà tùm lum tá lả âm binh nó không có được lợi ích gì. Bây giờ học Phật rồi suy nghĩ lại, gọt nó sạch hết đi. Giống hồi sáng như Đức giảng, một căn nhà sát sanh lúc xưa chưa có tu, tạo ra một nơi sát sanh là một căn nhà, là một cái trang của mình hồi xưa tạp là như một cái nhà sát sanh. Bây giờ nghe đạo rồi đổi nghề cũng là cái nhà đó mà nghĩ sát sanh, để Phật pháp vào thành cái nhà Phật pháp. Thấy không? Là mỗi ngày người ta vô coi 10 người, 20 người, 30 người, 50 người vì có phước. Phước vị rất là lớn. Làm đi. Rồi nhiều buổi giảng mà như Đức kể những câu chuyện hay lắm mà vui nữa. Cắt một khúc khúc 5 phút, 10 phút đưa lên những cái trang TikTok cho người ta coi. Thì quý vị có duyên có phước rất là lớn. Ở nhà làm gì đi, rảnh xong làm gì đi, đúng không? Còn làm xong rảnh niệm Phật. Những Đức nói quý vị không có thiếu thốn gì, lạ lắm. Rảnh cứ làm vậy đi, hay lắm quý vị ơi. Những Đức cũng nhờ Phật pháp mà cứu cuộc đời mình. Nên bây giờ mình chân thật, mình đem Phật pháp mình giới thiệu hết lòng hết dạ. Đó, nhớ. Nên á, mỗi người mình bây giờ mình phải biết dùng cái khoa học hiện đại này để mình đem Phật pháp mình giới thiệu. Đa dạng phương tiện để giới thiệu Phật pháp. Những Đức nói với vị nghe nghe. Những người mà làm bác sĩ á, nếu như họ mà học Phật á, họ dễ độ người ta lắm. Dễ độ. Mà người bác sĩ mà học Phật á, 100% với quý vị là Phật, là bác sĩ giỏi. Vì cái tâm họ có y đức thì họ là bác sĩ giỏi. Họ chưa trị bệnh mà họ nói chuyện thôi, họ cũng giúp ta hết bệnh. Giúp ta hết bệnh. Bây giờ quý vị đi đến đây, vị nghe như Đức nói chuyện gì nè, chỉ vị rất nhiều cách để tu phước tu duyên. Nhiều cách để tu phước tu duyên quý vị. Nên chùa mình bây giờ thứ bảy chủ nhật đông dữ lắm. Mà cái lớp đạo làm con mình bây giờ là đông dữ lắm, càng ngày càng đông lắm quý vị. Cái này á, cái lớp này bây giờ thành cái lớp mà gọi là lớp cha mẹ đến. Lớp cha mẹ đến quý vị. Mà nhà Đức thấy hay, dạy cha mẹ còn đặc biệt hơn dạy con. Đặc biệt hơn. Tại vì con nó không có lật ngược lại với cha mẹ, nó còn nhỏ nó khó giải quyết. Nhưng mà cha mẹ khuôn con dễ hơn. Dạy cha mẹ ngon hơn dạy con. Thiệt á. Một cái lớp này bây giờ nhiều người cha mẹ lạ lạ đến đông lắm quý vị. Chiều thứ bảy bây giờ đông lạ lạ không. Chứ không phải như hồi xưa mà nó cứ duy trì vậy hoài nó không phát triển. Từ khi những Đức mà phát minh phát minh mà mỗi tuần thứ bảy nấu ăn nói vì lên luôn. Đúng rõ ràng hay quý vị. Thấy không? Không phải cách này vì thấy hay không? Chứ nói vợ nghĩ nấu luôn. Nên từ nơi đó mà những Đức thấy cách này rất là hay. Mà cái thời gian nói chuyện của nó nghe vì nó được khoảng cỡ 45 phút chứ đâu phải ít đâu. Rồi xong ăn uống có mười mấy phút mà. Rồi phóng sanh đi về mà ai cũng vui quá trời luôn. Rất là vui. Mà nó tạo thành một cái thứ bảy giống như là một đại gia đình được gặp mặt nhau. Hay quá. Quá hay. Nếu như mà nhiều chùa mà làm gì thì chúng sanh lợi ích biết nhiều nói vậy. Vì thấy những Đức cù lằn mà những Đức nghĩ nhiều thứ vậy. Đúng không? Cù lằn mà nghĩ ra nhiều thứ. Rõ ràng không? Quý vị biết vì sao mà cù lằn mà nghĩ ra được nhiều thứ không? Vì cái tâm những Đức nó mở rộng ra.
tâm thì Đức nó mở rộng ra. Mà muốn tâm mở rộng ra thì phải có một phương pháp tu chuyên nhất. Vì nhớ nghe, bất cứ cái gì bị làm, ngành nghề nào cũng vậy, khi đã chọn được mục tiêu rồi thì phải duy trì cái gốc. Cái gốc quý vị phải duy trì, giống như người ta trồng một cái cây kiểng vậy đó. Người ta nuôi cái gốc quan trọng, gốc to là bán nhiều tiền. Công nhận không, cây kiểng á? Thì phải bồi cái gốc cho chắc, cái gốc phải duy trì y nguyên. Còn cành lá thì bị có quyền cắt tỉa làm sao theo ý của mình, để nhìn cái cảnh nó phù hợp. Nhưng cái gốc phải luôn luôn duy trì, không được nhổ cái gốc này đi cắm chỗ khác. Thì rõ ràng những đức tu có môn tịnh độ này và cái môn chia sẻ Phật pháp của những đức cũng vậy, là những đức duy trì cái gốc. Cái gốc những đức duy trì rất là chắc. Còn cái việc làm những đức thì nó phát sinh ra từ từ, nó phát sinh ra từ 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 từ. Mà cái gốc luôn luôn những đức cắm rất là chắc. Nên vì thấy những đức thành công rực rỡ không? Đó. Thấy rõ ràng không? Cái phương pháp tu quý vị thấy những đức duy trì chắc thấy ghê không? Cái gốc những đức duy trì rất chắc. Những cái mà nó không cần thiết những đức gọt, 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 gọt. Cuối cùng cái gốc cắm cực kỳ chắc luôn, nó mới thành công vậy. Đó. Nên cái gia đình mình là cái gốc của bản thân mình. Nên luôn luôn phải duy trì được cái gia đình mình. Đó là điểm tựa để mình tu tập. Điểm tựa để tu tập, nhớ không? Nên khi mình là người học Phật phải khôn. Chồng mình nó có thể bỏ mình, nó đi sớm về muộn, nhưng mình không có học đòi theo nó đi làm thằng bậy, nghe không? Chồng mình có thể đi có vợ bé, đi có vợ tùm lum, nhưng tuyệt đối mình không có đi lấy đàn ông, không có lấy đàn ông khác. Mình duy trì mình, đúng không? Nó lãng hoạn là nó về nhà là mình tống cổ ra khỏi nhà luôn, mình chiếm được cái nhà chứ sao. Mình chiếm được cái nhà mình mới có nhà mình ở, đúng quý vị? Tại anh lãng hoạn, anh tầm bậy, nên nhà này tôi luôn luôn tôi ở mà, dám đưa con nào về đấy. Dù có la ra ngoài lãng hoạn thì giỏi lắm là thuê phòng cho con nhỏ kia ở, chứ tuyệt đối không dám dẫn về nhà mình. Còn mình mà bỏ nhà mình đi lấy trai là nó đem đứa khác về, mình mắc luôn nhà, mà mình cũng mang tiếng là người đàn bà không đúng đắn. Nhớ nghe, nó ăn chả kệ nó, còn mình thì cứ ăn đồng hũ. Hiểu chưa? Mấy bà nghe chưa? Hướng dẫn quá đúng không? Chứ đừng có học đòi nó ăn chả, mình ăn cà lem, không? Mấy bà đừng có học đòi nghe. Trời ơi, mình ăn cà lem bao nhiêu năm nay rồi còn gì? Hiểu không? Bây giờ nó đến lúc mình ăn đầu hũ. Chắc ăn, ăn chay đi, chắc ăn. Hiểu chưa? Nó đi lạng hoạng kiếm cà lem làm chi? Mang tiếng, mang tay, có được cái gì đâu. Hiểu không? Hiểu kỹ rồi thì mấy người tự nhiên có đạo đức à. Đạo đức liền, chắc chắn luôn. Ví dụ như mình đừng có nghĩ mình là người đàn bà có con rồi, có chồng có con rồi, bây giờ chồng mình vậy thì bản thân mình cho qua ngày chơi cũng đỡ buồn. Bậy. Cái đó mắc cái âm đức của mình, mắc cái đạo đức của mình. Chứ ngoài ra thịt da thì nó cũng y nguyên, nó cũng có bị mắc, bị lõm chút miếng thịt miếng da nào đâu. Nhưng mà nó mắc cái đạo đức của mình là người đàn bà mà có chồng có con. Hiểu chưa? Đó. Nên kệ chồng mà nó không có đạo đức, nó đi lấy con này con kia kệ nó.
Còn bản thân mình duy trì, không có lấy ai nữa hết trơn á. Hiểu không? Một thằng thôi, còn không có thằng đó thì thôi. Sống gì? Ăn đậu hũ, chứ không có đi kiếm nem hay cà lem gì hết trơn á. Hiểu không? Nó quý vị cứ như vậy mà sống đi là quý vị đặc biệt lắm, không có tệ đâu, đừng có lo. Chứ mình đừng có mà kiểu mình vừa xa chồng cái mình trang điểm. Mình mà xa chồng cái mình trang điểm quá là đàn ông xung quanh nó nhìn, nó biết đánh giá người đàn bà này. Giờ trang điểm để cho đàn ông nhìn, giờ xa chồng rồi mà trang điểm quá thì con dê hai cẳng nó tới tìm đến. Đúng không? Dê hai cẳng nó tìm đến. Đó, nó đứng ngay cái cửa nhà, nó cứ kêu. Mình mở cửa mình thấy con dê hai cẳng nó kêu hoài. Rồi bữa nào mưa gió bão bùng, con dê nó bị ướt mình mẩy hết, mà nó đứng với vừa run mà nó vừa kêu. Mình cầm lòng không được, mình mở cửa ra tiêu luôn. Hiểu chưa? Nó mấy bà cẩn thận, cứ duy trì vậy mà đi chùa đi nghe. Ví dụ như mình đi chùa, mình có phước từ từ, mình có điều kiện, mình có phương tiện đầy đủ thì mình càng đi chùa. Chứ đừng có mà có phương tiện đầy đủ để uống cà phê. Nhiều cô lắm đó. Nguyên một nhóm ngày xưa mà, cái nhóm của mà cô giáo mà, nhóm cô giáo à, hồi đó nguyên một nhóm đông lắm à. Mà sau này khi mua xe cộ này kia đi uống cà phê mất tiêu chứ, nghỉ đi chùa luôn. Thấy chưa? Nó nên á, cẩn thận. Mình á, nhờ đi chùa mình mới có niềm vui, có sự bình an. Sau này mình có phương tiện đầy đủ, mình càng đi chùa. Thấy không? Thấy những đứa càng tu càng có duyên, càng có phước. Mà những đứa càng tu, những đứa càng nhiệt tình với vị mà. Đúng không? Vì mình trả ơn cho Phật Pháp, mình phải nhiệt tình hơn nữa. Chứ đâu phải mình đầy đủ rồi mình làm biến. Đó, nên á, có nhiều người đi chùa mà thời gian họ bỏ chùa là do họ không có hành trì. Không có hành trì đó quý vị ơi. Từng nào cũng đến nghe gì mà không hành trì thời gian nó chán ngấy à. Chăng thật mà làm đi, rồi nghe giống như nó đi vào máu mình vậy đó. Thích thú lắm, thiệt á. Nhớ nghe, ai trong cuộc đời này mà nó không hung dữ, mình không hung dữ sao mình đi đến đây? Mình đi đến đây là ai cũng dữ hết trơn á. Nhưng mỗi người có cách dữ khôn hay khéo, hay là tệ là tùy bản thân, khả năng của mình. Thấy không? Chứ nói tổng kết đa phần ai cũng hung dữ hết trơn á. Bây giờ mình thấy cái cô này cô hiền vậy đó, nhưng là do cô chưa gặp độ thôi à, chưa chắc đâu nghe. Gặp độ một cái đi tức lên cái đấy 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 ồ ghê lắm trời ơi. Bây giờ hổm có hai cô kìa, không biết có chuyện gì dẫn đến gặp nhân đức. Bây giờ tôi nói tôi cũng khổ thế ghê. Dẫn đến trời ơi, tôi không nói được một câu. Bà này chu mỏ bà kia, bà kia chu mỏ qua, nhân đức nói thôi hai con gà cụ tác. Hai con gà cộng tác thì ra kia cộng tác đi. Trời ơi, tự nhiên dẫn lại cái tự nhiên bà này chu mỏ. Bà kia cũng vậy luôn. Thôi, được rồi, tôi không ở chính giữa ngu dại, tôi chịu đạn.
mệt tới ghê, tôi đi ngủ. Hai bà đi ra một kia cũng tát giùm tôi đi, mệt tới ghê. Ôi ô thấy ghê. Mà thường gặp mặt hiền dễ thương. Mà tự nhiên bữa đó không biết tức cái gì, tôi thấy ghê với mọi người. Có gì thôi, chưa chắc hiền đâu. Đúng không? Chưa chắc hiền đâu. Nói vậy biết á, giống như cái câu chuyện của thời Đức Phật á, mà cái bà này á, giống như bà được mệnh danh là đạo đức, có đức hạnh hiền. Thì á, con nhỏ người hầu này nó cũng thông minh, nó chưa chắc, chưa chắc bà hiền. Để thử bác ơi. Thì nó vô chỗ đó nó làm, mà bà là giống như hoàng hậu vậy đó, mà được mệnh danh là có đạo đức hiền. Cái bữa đó bà ngủ thức dậy, thì quý vị biết rằng là nó bưng một thau nước vô cho bà rửa mặt, mà nó không pha, nó để nước nóng. Bà thì thường là ta pha nước ngon lành cho bà rửa mặt. Bà ỷ y thì bà đút cái tay vô, phỏng tay bà trời ơi, bà quýnh con nhỏ này lia lịa, bà la, bà chửi sùm hết trơn. Từ đó về sau không ai còn nói bà hiền nữa. Ghê chưa? Đó. Nên trong cái cuộc đời này, những đức nó bảo đảm quý vị ai cũng giữ. Thấy không? Còn đàn bà thì ai cũng ghen. Tình cảm thì tuyệt đối không bao giờ chia sẻ. Vì nhớ nè, loài người chúng ta đi đến cõi này là tâm gì? Ích kỷ nhỏ mọn. Thấy không? Không lẽ bây giờ chinh chán chúng ta nổi lên chữ đó đó. Tôi nè, ích kỷ nhỏ mọn nè, nó ganh tị, đố kỵ. Bây giờ Phan hả nói tới chuyện chồng mình hay vợ mình, chỉ cần mình quý một người nào thôi, mà người đó chỉ cần khen ai là mình đã bực bội. Bực lắm, tức. Khen. Một ngày nào đi rồi sẽ biết nó, chứ khen tôi biết mà mấy con nhỏ này không có đơn giản đâu. Nó ghê lắm. Thấy chưa? Đó, vậy biết kinh chưa? Trời ơi, những đức ở bên cạnh bao nhiêu người nữ mà những đức biết quá mà. Họ dạy mình những bài học đáng giá. Nó cứ tha hồ mà gặp tôi nói đi, tôi nghe hết trơn á. Nhưng tôi tự tích lập câu nói lại. Nên tôi học là học vậy đó, nó mới đi vào trọng tâm có những bài pháp này. Đúng không? Ai cũng có cái miệng, ai cũng có quyền nói. Chúng ta có quyền học. Nhớ nghe quý vị. Đó. Nên trong cái cuộc đời này, quý vị Phan hãy dội vàng nói câu: ai ích kỷ, ai nhỏ mọn, ai hẹp hòi, ai sân si. Nói tóm lại cái câu này mình chỉ người ta và cuối cùng cái tay mình quay lại chỉ mình. Khi mình một ngày nào mà nó quay lại mà nó chỉ mình được á, thì lúc đó quý vị mới có bản lãnh để nhìn được người ta. Chắc chắn quý vị luôn á. Nên á, hãy nhận thức mình sâu sắc đi, rồi quý vị sẽ biết mình như thế nào. Chắc chắn quý vị luôn. Nên ví dụ như Phật tử nó về chùa quen mặt gì đi, bây giờ vị nói như đức vị nói: thầy, con kêu một số Phật tử này đi đến chùa khác. Như đức nói: thôi không có được nghe. Thấy chưa, nó khó thể nào mà chịu bỏ ra cái người đó đi theo mình. Nhưng được có một cái là khi người đến những đức và ra đi thì những đức không có suy nghĩ tới nữa thôi. Vậy thôi quý vị. Chứ những đức không có đi hỏi han, không đi tìm kiếm. Tại vì người ta có quyền đến và người ta có quyền đi. Những đức được vậy đó. Chứ bây giờ kêu một số người quen mặt này nè, mà kêu bây giờ
con đưa một số người này đi chỗ khác. Nó thôi, làm gì không có được, người ta đang bình thường vậy mà đưa người ta đi chỗ khác làm gì, biết chỗ khác người ta có được giống gì không. Nó thì những đức vậy thôi. Nó chứ ngoài ra mà mình cũng chưa chắc chịu mở cái tâm ra mà bỏ đại họ đi đâu đi kế thí đi, em nào đi giùm tao đi, không có quý vị. Nhưng mà quý vị nghĩ vậy thì nó cũng phù hợp quý vị, tại vì cỡ nào người ta cũng được lợi ích rồi, tự nhiên đem ta đi chỗ khác rồi nó có được lợi ích hay không, hiểu không? Đó. Nhưng mà nếu tự người ta đi thì những đức không có nói tới gì chứ, hay không có hỏi han hay là kêu lôi kéo gì người ta về đây lại chứ không có. Thì những đức được vậy thôi. Thì bản thân mình là phàm phu, nó vẫn có cái ích kỷ. Nên cái ích kỷ của con người ở ở cái cõi này là lớn lao dữ lắm, lớn lắm nghe quý vị. Nhớ nghe. Nên mình tu á, mình hãy nhìn mình sâu sắc đi, rồi tự nhiên mình tha thứ cho người à. Rồi quý vị tu mà quý vị vui được là do gì? Quý vị quá sâu sắc nhìn mình. Quý vị nhớ nè, khi mình có cái gì sai á, là bản thân mình sẽ tha thứ cho người sai à. Nhớ. Quý vị biết vì sao mà mấy bà mà không có chồng mà mấy bà khó không? Vì mấy bà nghĩ là mấy bà là người quá khứ đặc sắc, không có thằng đàn ông nào đụng được tao, tao là trong sạch nhất. Còn mấy con nhỏ này gì đâu mà. Nó gặp đàn ông con trai là nó bẹo hình, bẹo dạng. Thì thật sự mà nói với quý vị, trong cái cuộc đời này mình bẹo mà có người nhìn thì mình mới bẹo, còn bà bẹo mà cũng không ai nhìn bà hết trơn thì bà bẹo làm chi. Vậy mà không chịu cặn kẽ tặng đáy lòng, mà cứ cho mình là người trong sạch, chê người ta là người không đúng đắn. Chưa chắc đâu quý vị ơi. Nếu mà mình cũng được cơ hội như người ta, mình cũng chưa chắc trong sạch. Nhớ kỹ đó nghe quý vị. À, nên xem lại kỹ đi. Quý vị biết cái gì sao? Cái người mà học thức nhiều họ lại khó tính. Vì họ học mà không thông nên họ thành tình chấp, và họ cho họ là người có kiến thức cao nên họ là đỉnh cao của thiên hạ, sanh cống cao ngã mạn, mà trở thành một con người khó tính, ít ai gần gũi được, đúng không? Quý vị để ý tại sao có những người làm tòa án họ lại khó khăn? Vì họ bị bệnh nghề nghiệp. Tự nhiên làm tòa án là khó khăn à. Luật đồ này kia tự nhiên khó khăn à. Không có gì đó đâu quý vị. Nếu mà họ học mà họ hiểu ra thì họ cực kỳ dễ dàng, dễ tính. Dù là họ có làm cái nghề đó trong cái lúc đang làm gì cái khâu đó, nhưng họ cũng không khó khăn luôn. Nhưng mà họ làm rất là chạy việc. Nhớ kỹ, khi quý vị là người vui vẻ dễ tính thì quý vị làm việc rất chạy việc. Còn quý vị khi mà khó khăn là quý vị làm việc nó đến một mức độ ngắn thôi, nó không phát triển cao nữa đâu quý vị, 100% quý vị luôn. Nên những đức đưa lên cái kế hoạch cho mình là bản thân của những đức là càng tu về sau những đức càng gần gũi. Càng gần gũi và càng dễ tính. Vì sao? Vì Đức biết rằng cái này là cái người ta thích, cái này là người ta thích gần gũi với mình, và mình mới giúp được người ta. Nếu như mình càng tu về sau mà càng nổi tiếng, mà càng khó khăn, là tự nhiên những người cũ từ từ người ta cách xa mình hết trơn. Những người cũ đi hết trơn. Vì những người cũ người ta biết, những người mới không biết mới đến.
Nó bị coi chùa mình mà cái lượng người cũ kinh khủng không? Mà quý vị thấy rõ ràng á, mình chơi với nhau chung chung thôi, nó không phải là quá thăng, nhưng mà lại chơi với nhau tồn tại lâu dài, đúng không quý vị? Có khi mà những đức mà nói chuyện với mấy cô, những đức kia với cô bằng chị được không? Chứ có bao giờ những đức kia với cô bằng con đâu. Chưa bao giờ mà những đức có kêu được vậy vị ơi. Nên trong chùa mình, những đức nói với mấy thầy trong chùa mình, thôi mấy ông đừng có kêu người ta bằng con nữa, tôi mắc cỡ lắm. Trời ơi, mình nhỏ tuổi mà. Thôi bây giờ tôi không có nói gì cao xa, tự người ta xưng con là chuyện của người ta, còn mình đừng có kêu người ta bằng con. Từ khi đứa nít thì mình kêu nó bằng con, còn để người ta xưng con, còn mình thì kêu người ta bằng anh chị tí đi. Mình sống vậy đi. Độ là độ à, người ta nghe là người ta nghe à. Nhớ nha quý vị. Quý vị thấy hồi đó giờ có bao giờ những đứa kêu xưng thầy mà kêu các con ấy chứ không? Thầy kêu cái này chứ tôi méo miệng luôn. Không được rồi đó, kêu không được rồi đó, nói thiệt luôn á. Nên có những người nói bây giờ ông thầy Đức gặp ông khó, chứ bây giờ đông gì mà gặp đang chết thôi. Vì nghĩ sao tiếp nổi, rồi sao giảng pháp đây. Nên bây giờ chúng ta thông cảm cho nhau đi quý vị, đủ duyên gặp nhau nói chuyện, hiểu không? Đủ duyên gặp nhau thì nói chuyện. Chứ bây giờ mà mình đều gặp nhau nói chuyện tối ngày, bây giờ sao những đức giảng pháp nổi đây? Những đức còn nhiều việc phải làm, hiểu không? Chứ không phải khó khăn gì đâu, tọ. Mỗi lần đến đây thấy tôi ngồi ăn cơm nữa mà khó gì trời. Ăn cơm đó, ngồi ăn cơm với mấy bà cụ với mấy vị hoài mà. Thì vì đi đến chùa phải thấy rõ ràng, buổi sáng thì ăn cơm bên chùa Hộ Pháp, buổi trưa thì ăn cơm Đại Tùng Lâm hoặc chùa Mớ, buổi chiều thì ăn bên Hộ Pháp. Thì mấy cái thờ đó lỡ thì gặp chắc chắn rồi. Mấy bà tìm toàn là giờ 11 giờ trưa, 12 giờ trưa không, toàn là kiếm giờ linh không. Tiếp với bà giờ đó đằng chiều khỏi giảng pháp luôn hả? À, sao có sức khỏe ở đây? Làm việc tối ngày rồi chưa cho con ta ngủ một chút. Giờ ngủ một chút mấy bà cũng cho ngủ chắc chết con người ta quá. Sống sao nổi. Thấy không? Cả ngày đi lang thang rồi. Chạy qua chạy lại chùa bên kia cũng giải quyết vấn đề, chứ đâu phải chạy qua ở không đâu. Thấy không? Rồi kinh tế của chùa 2000 người mới nghĩ sao? Nó con người ta chạy giờ 11 giờ mấy, rồi mấy bà đứng ở bên khu tăng mà mấy bà đợi thêm chập nữa, nó gặp thêm chập nữa, 12 giờ vừa xong cái thêm đòn nữa, 12 giờ xong lên phòng dỗ dắt nửa tiếng nữa, chưa ngủ mở mắt ra thắng pháp luôn, chắc chết con người ta quá. Hiểu không? Còn lễ thì 3 ngày 3000 lại, giờ tiếp nữa chắc chết quá. Giờ cô coi 3 giờ chia sẻ Phật pháp, khoảng 3 giờ 40 lại Quan Âm. Lại Quan Âm xong rồi về với lao mình mãi ăn miếng cơm buổi sáng 6 giờ. Rồi lay quay rồi việc này việc kia cái nữa, rồi bắt đầu giảng pháp. Rồi tiếp tục tu với vị nữa. Rồi xong rồi lay quay buổi chiều, rồi lay quay rồi tối. Rồi tiếp nữa một cái chắc là le lử luôn quá, đúng không? Nó nên từ nơi đó mà có nhiều người, người ta ở xa, người ta nghe mình giảng qua truyền hình tivi, người ta cũng muốn gặp mình trực tiếp nói chuyện vài câu. Nhưng mà thật sự quá đông mới bị ô. Ừ, thấy không? Đó, nên nó có nhiều người, người ta gặp, nó nói dạ thưa thầy, cho chúng con gặp một chút, gặp mấy chú được, để con cúng dường này kia. Nó tờ thì bây giờ nếu mà lỡ ngay buổi cơm đồ mà ngày thường đồ thì gặp cúng gì cúng, còn nếu không ở xa xa ta điện thoại ta xin số tài khoản ta bỏ vô đó đi, thì những đứa cũng làm việc cho quý vị chứ đâu, hiểu không? Xong rồi trời ơi, viết tự nhiên cái giờ mình gặp nhau là tiền không,
Gặp nhau là con cúng dường con mới được gặp, đâu có đâu quý vị. Thật sự không có gì đâu. Không có tiền cắt cũng gặp bình thường cái gì đó. Ngồi chơi suốt luôn cũng được nếu mà đụng độ. Những đức nói thiệt á, những đức mà thử giờ ăn cơm đi. Giờ ăn cơm mà chiều thứ bảy đồ, hoặc là giờ ăn cơm bình thường buổi sáng đồ đi. Quý vị mà đến đi, những đức ngồi tiếp vị vài tiếng hồ cũng làm được nữa. Ờ à, đụng độ nói chuyện những đức cũng nhiều chuyện lắm á. Nó tá lả âm binh luôn vẫn chơi hả? Hiểu không? Nhưng mà quý vị đi mấy giờ linh không à? À, giống như chủ nhật người ta chuẩn bị qua giảng pháp cái cho con xin gặp thầy, cái giờ đó mà mình chuẩn bị mình qua ít gì nó cũng dưỡng tâm một chút để qua giảng pháp, hiểu không? Đó nên đó là cái điều như đức nói rất rõ ràng cho quý vị nghe. Và như đức cũng khuyên quý vị sau này ở xa xa quý vị muốn hỗ trợ như đức nuôi người già được thì cúng dường quý vị bỏ vô cái tài khoản như đức. Nhà đức nói một câu vậy vì tự biết. Nên từ nơi đó mà trong cái cõi đời này mỗi người chúng ta làm được những việc thiện, việc tốt trong cuộc đời này cố gắng. Nên những đức là giống như chạy đua với thời gian, hiểu không? Chạy đua với thời gian để cái thời gian của cuộc đời mình nó ý nghĩa, làm một cái gì đó cũng là chấn động chút xíu khi đến cái cõi này. À. Đó. Nên những bài Phật pháp những đức mà chia sẻ đó sau này lâu sau nghe vẫn có lợi ích. Chắc chắn quý vị luôn. Những cái bài giảng của những đức là những đức tính ra được là những cái đời sau nghe vẫn được lợi ích. Qua những cái đời sau nữa vẫn lợi ích luôn. Vì cái công cuộc này càng về sau nó càng đi vào cái lời giảng nhân đức. Tính đến mức vậy đó. Chứ nó không phải là nó bị xa xưa đâu, mà nó thời đại đó quý vị. Tại vì nó không có cái kiểu như buộc ràng quý vị về cái chuyện học Phật quá, mà nó lại là nhân sinh gần gũi cho quý vị dễ nghe. Hiểu không? Nhân sinh gần gũi dễ nghe. Nên mỗi một người mà mình đi lại đây mà mình á, nghe Phật pháp á, mình á, tiếp nhận Phật pháp á, ở nhà quý vị cứ nghe mỗi ngày đi, chắc chắn quý vị là quý vị buồn cái gì một chút là bị giải tỏa cực kỳ nhanh luôn. Buồn quý vị giải tỏa rất là nhanh. Quý vị nhớ nghe, đa phần những đức không có bao giờ buồn lâu, không có bao giờ những đức buồn lâu. Nên cái cảm giác buồn lâu và buồn mau những đức biết hết trơn rồi. Như vậy thì những đức chọn một cái lối sống là không có buồn lâu, bực bội cái gì không có lâu, nó phải giải tỏa nhanh liền. Nên những đức bệnh cũng mau hết nữa. À, thấy như giờ tiếng như đức nó bình thường nè quý vị, đúng không? Rõ ràng rồi đó. Nhưng có cái âm thanh bữa nay là hơi nặng, âm thanh nó nặng. Khi mà âm thanh mà những đức giảng á mà nó nhẹ là cái hơi nó hút, còn âm thanh mà nó nặng là âm thanh khô quý vị, cái giảng nó không tung 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 tung. Quý vị nghe rõ nhưng mà âm thanh nó nặng, tại âm thanh nó không tung 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 ra. Tại vì đức cầm micro, đức giảng với đức biết âm thanh nó làm sao làm sao. Đó. Nên từ nơi đó mà những đức thấy rằng mỗi một con người mình quý vị, cái cơ địa của người mình là nó cần cái trọng tâm của người mình phải mạnh để phát triển cơ địa. Nên những đức nói rằng là có những cái mà cái bản thân những đức làm mà nhiều người người ta đặt lý do là nó khác thường. Giống như cái tiếng nói những đức có thể 5 tiếng đồng hồ, vừa la vừa giảng, càng về sau càng lớn tiếng. Thì ở trong cái cõi này vì dùng cái gì nhiều thì chỗ đó nó bị tổn thương. Cần cổ như đức dùng quá nhiều nên cơ thể những đức chỉ đúng có một cái ngay cái cần cổ như đức là nó có vấn đề. Vấn đề là nó ưa bị hơi khan tiếng một chút thôi, hoặc ngủ thức dậy buổi sáng là ưa khan tiếng một chút, lên tu thờ là xong hết, chỉ đúng cần cổ. Còn ngoài ra bản thân những đức thì đặc biệt sức khỏe tốt, sức khỏe rất là tốt, chỉ đúng cần cổ thôi. Mà cần cổ là chỗ thở,
mà dính cần cổ thì mấy kia cũng toi mạng, hiểu chưa? Nó thở không được thì cũng chết đó. Nên trong cái cõi này vì dùng cái gì nhiều thì nó bị tổn thương chỗ đó. Nhưng mà ví dụ dùng Phật pháp thì ít gì nhờ công đức nó cũng trang trải cho mình đỡ một chút, trang trải cho mình đỡ chứ, hiểu không? Đó, nên quý vị biết á, khi quý vị mà khổ đau nhất trong cuộc đời này là chỉ có Phật pháp thôi. Chỉ có Phật pháp mới cứu quý vị được. Đức Phật ra đời, cái quan trọng của Đức Phật là 49 năm thuyết pháp. 49 năm thuyết pháp. Mà có người lìa khổ được vui là có người thông được cái tâm. Quý vị nhớ nè, con người chúng ta mà bị buồn khổ là vì tâm mình chưa có thông. Nếu bị thông trong định luật nhân quả thì không bao giờ bị nặng nề gì buồn khổ. Dù quý vị có bị những cú sốc gì lớn lao trong cuộc đời, quý vị sẽ không bao giờ khổ. Vì sao? Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì, đúng không? Bây giờ nhiều cô ở đây từng có chồng bị chồng đánh nè, mà sau này khi nghe những thuyết giảng, chồng đánh không còn khổ như ngày xưa chồng đánh. Nó cũng đánh như ngày xưa, nhưng mà tâm mấy cô không khổ như ngày xưa khi chưa nghe những thuyết giảng, đúng không? Mà khi mấy cô mà bị đánh mà không khổ thì nó giải nghiệp cực kỳ nhanh, giải nghiệp nhanh dữ lắm. Tại vì cái vui trả nợ rất là mau. Nên cái câu mà lúc này người ta ưa nói, câu gì? Thiếu nợ thì phải trả, buồn cũng trả, mà vui cũng trả. Vui trả hay hơn buồn trả, hiểu không? Nó thí dụ như bây giờ quý vị nghe nguồn tin mình bị ung thư, vui trả đặc biệt hơn là buồn trả. Nhớ. Nên bây giờ quý vị học Phật rồi, quý vị có điều kiện, có tiền, quý vị có địa vị xã hội, quý vị là cơ hội đó. Cơ hội để bị tu phước tu duyên, để bị phát động chương trình làm đi. Những đức nói á, cuộc đời những đức hiểu cái chỗ này rồi. Nên bây giờ mà những đức mà nói có cái gì mà cho người ta ăn càng nhiều những đức càng mừng. Nó lạ kỳ vậy đó. Vì sao? Vì mình cho người ta ăn được mình sẽ có phước rất là lớn. Mà có người chịu nhận đồ ăn của mình tặng cho là mình thấy quá mừng. Quá mừng luôn. Trời ơi, những đức nói Phật pháp nó hay gì đâu. Tự nhiên một con người mà một mình lo không xong, mà bây giờ mà trời ơi, ở đâu mà những đức lại có đủ thứ loại đồ để tặng cho người ta chứ. Mày thấy Phật pháp hay không? Trời ơi, con người chỉ có 3 buổi cơm mà quý vị ô. Có 3 buổi cơm mà. Vậy mà cứ giữ hoài, phát động ra. Trong cái thời cuộc khó khăn, có được phát động ra, để khi cái thời cuộc phát triển lại, bản thân mình sẽ thu thập lại. Hiểu chưa? Nên năm nào mà gần Tết á, là những đứa cứ gạo gạo trong cái dịp Tết. Gạo cái gì? Về đây ăn Tết đi. Về đây ăn Tết đi. Nó ai mà nói ăn Tết ở nhà mà nói mà kẹt tiền bạc đồ đó không? Vô chùa ăn Tết khỏi tốn tiền. Vô chùa ăn Tết khỏi tốn tiền. Mà còn vui mà còn có phước. Nó thiệt. Nó nếu mà vô đông á, bánh trái có nhiều ăn hết. Trời ơi, cuộc đời mình mai mốt chết queo có làm gì được đâu. Chết queo. Hiểu không? Nó có làm gì được đâu quý vị. Nên bây giờ mà nói mà có tiền là tôi làm sạch. Chết tơ bây giờ. Khỏi càng đặt vấn đề nặng nề, làm xong rồi khỏe re. Nó nên cái chuyến lễ dí Quan Âm từ này đông lắm nè. Đông lắm á quý vị. Thấy không? Mà quý vị bây giờ nghe những đức tin chắc là trong tâm quý vị á, bây giờ quý vị đang háo hức cái ngày lễ dí Quan Âm lắm nè.
đúng không? Giống như là tuy 3.000 lại nhưng mà mình cũng muốn thử sức của mình coi, đúng không? Đó, chuyến này là mấy ông chồng đâu đó chưa từng đi lại Phật Bồ Tát á, mấy ông ngon đi lại đi, ngon đi lại đi, rồi đi theo mấy bà vợ á, mấy bà thường đi lại, mấy ông chuyến này đi lại chung với bà đi. Bây giờ Phan anh nói cái gì, cái chuyện thành tâm thành ý gì, thử sức tôi coi lại với mấy bà thấy còn sao, đúng không? Đó, lại xong 3.000 lại về á, bỏ thói hư tật xấu luôn. Đó, bỏ thói hư tật xấu luôn, đừng nói chuyện dẫn chơi. Rồi cái công đức của bao nhiêu con người mà tu đó không đơn giản đâu quý vị ơi. Ồ, những người mà mang nghiệp phá thai nên phát động cái chương trình đến để lại Quan Âm chuyến này, mình đem cái công đức mình cầu siêu cho những thai nhí. Trời ơi, cái nghiệp phá thai này ghê lắm quý vị ô. Ồ, nghiệp phá thai này dữ dằn lắm á, phải cẩn thận nghe. Những người mà mang nghiệp phá thai nghe quý vị, quý vị mà không giải quyết cái vấn đề ở trong cái cuộc đời này mà giải quyết được á, nghe là quý vị nhất định đi đọa địa ngục á, nó không có tha cho quý vị đâu. Đó, nên mỗi ngày á, chúng ta vừa nghe pháp mà tại nhà mình có ngôi Tam Bảo một chút, mà ai mà chưa có tượng Phật là đây nè, nhà Đức tặng cho bộ tượng Phật đem về thờ đi, nghe không? Tại gia đình có ngôi Tam Bảo, mỗi ngày nghe niệm Phật tại nhà, rồi mỗi ngày tu niệm Phật, cứ duy trì vậy đi quý vị. Rồi bây giờ nghe về nhân quả tinh sâu, bất cứ sự cố gì đến với mình, chúng ta luôn luôn giữ trạng thái bình tĩnh niệm Phật, duy trì cái tâm trạng thái niệm Phật bình thường, rồi nó qua cấp kỳ, nó qua mau dữ lắm. Nó ôi ơi, những đức đi tu mà những đức gặp sự cố hoài gì đâu, chứ đâu phải không gặp đâu quý vị. Những đức nói á, thiền to thì gió lớn quý vị ơi, chứ không có bao giờ mà để cho vị yên đâu. Ôi làm gì mà yên, thấy không? Con thì có cái nghiệp của con, mà cha có nghiệp của cha, ông nội thì có cái nghiệp của ông nội, thầy tổ thì có nghiệp của thầy tổ. Mỗi người đi đến đây nhất định nó phải có một cái nghiệp chướng gì để đi đến đây. Hồi nãy như Đức gặp một cái chị đó, hồi đó chị cũng bị ung thư, mà lâu lâu gặp lại chị thấy nay sáng sủa đẹp, rõ ràng không, cứ sống tồn tại bình thường. Ủa ai xòi xẹt cái đó mấy cô? Gì xẹt xẹt đó đi. Nhớ này nghe quý vị, mỗi một người chúng ta, dù quý vị mang một cái bệnh gì trong cuộc đời này nghe, không có chết đâu, đừng có sợ. Nó chết là ngay cái tâm quý vị nó chết đó, chắc chắn quý vị luôn. Bây giờ quý vị đã học Phật rồi, vì nghe những đức giảng vì tin 100% đi, nhà quý vị dù nó có một cái sự cố gì trong cái gia đình quý vị, vì cái tin thì nó sẽ qua chắc chắn quý vị luôn, 100% nó sẽ qua. Trời ơi, tôi học Phật mà ngày xưa mà tôi mới đi đến đây nè, rớt hay không là cái lúc đó đó, vì tin không có tiền mà gánh gần 200 người, nên những đức học Phật đó, xin thưa quý vị là những đức á, nó tin Phật pháp đến mức nào chứ. Trời ơi, lúc mà cùng cực quý vị tin không có một cắc trong túi, mà bây giờ bị nói bị xin ai, cứ vì người ta thì vị biết rằng là Phật Bồ Tát kêu người đem tiền đến.
Nhưng Đức nói thiệt, chứ lúc đó mà có mấy người ngồi ở đây đâu. Quý vị chưa biết những Đức mà, mà cũng chưa đi đến chùa này nữa, mà ai tính tâm với mình đâu mà cúng cho mình. Rõ ràng quý vị ơi, làm việc cho Phật Bồ Tát thì tự nhiên đem tiền đến, khi hết tiền đem đến. Nên hồi nãy mấy câu đầu những Đức nói cho quý vị nghe, quý vị cứ chân thật tin Phật đi, và quý vị sẽ thấy. Đi đến mức cùng cực tuột dốc, rồi quý vị sẽ tự nhiên phất lên liền. À, hãy tin Phật cả đời, nhiệt tình đối với Phật Pháp đi. Nhất là bị đem Pháp Môn Tịnh Độ này, dưới khả năng bao nhiêu, nhiệt tình đem Pháp Môn Tịnh Độ này chia sẻ bao nhiêu. Chân thật mà làm đi, quý vị sẽ thấy. Cuộc đời như Đức đi tu chưa bao giờ dám suy nghĩ rằng hôm nay mà ngồi chia sẻ Phật Pháp với vị nghe, mà mỗi tuần mà chủ nhật mà con người ta đông đến mức này, không dám nghĩ. Nên quý vị chỉ cần gặp ngay Tịnh Độ này mà lòng tin kiên cố là những Đức nói 100% vị thành công trong đời này. Vì cứ niệm Phật đi, rồi tự nhiên trong câu Phật hiệu này quý vị biết nó giải tỏa hết. Nó giải tỏa tất cả những việc gì mà trong lòng quý vị bí mật hay là phức mắc gì nặng nề, nó giải tỏa hết chưa? Nó giải tỏa hết. Phải tin. Trời ơi, phải tin chứ. Bây giờ con người này mà học cái gì đâu quý vị, mà sao ngồi nói chuyện hoài cho quý vị nghe. Quý vị công nhận có khi quý vị cũng thấy những Đức lạ lạ, sao ngồi nó nói hoài chứ bị nghe kỳ cục vậy. Đi thử lên đây nói thử đi. Đứng nhìn xuống cái thôi xanh mặt xanh mày, rớt tim ra ngoài luôn. Đừng nói chuyện dẫn chơi, hiểu không? Vậy mà sao nhà Đức ngồi Đức nói hoài chứ bị nghe, mà nói bị nghe được mà. Quý vị đi đến đây mà quý vị nghe mà được lợi ích, là quý vị biết cái nguyệt, cái mục tiêu của nó là chỗ nào không? Là những Đức nhấn mạnh cái Pháp Môn Tịnh Độ này không có rẻ ra thì mới thành công đó. Còn nhiều người người ta cũng giảng Tịnh Độ mà do gì người ta rẻ ra, mở ra con đường khác. Nên cái lòng tin về Tịnh Độ người ta nó có vấn đề. Bị nhớ. Còn những Đức là nó quy về có vật hiệu luôn. Hôm qua có cô kia gặp những Đức, cô nói: dạ thưa thầy, con mỗi ngày trì chú đại bi, con mỗi ngày lại kinh Pháp Hoa, rồi xong tới mùa đó thì lại kinh Địa Tạng, rồi tới mùa nào nữa thì lại kinh gì nữa, mà phải lại kinh. Thì những Đức mới nói với bà rằng: cô lại kinh việc này quá cao siêu, nhưng cô có dạy người ta lại kinh được không? Cô nói: vào đó với con mình con lại. Cô biết rằng cái Pháp Môn Tịnh Độ mà được mười phương chư Phật tán thán là cô biết vì sao không? Dạ vì sao thầy? Vì ai cũng làm được. Hiểu chưa? Phật từ bi, Phật muốn cho mỗi một chúng sanh đều tu được cái môn này và được giải thoát, nên mười phương chư Phật mới tán thán Pháp Môn Tịnh Độ. Thấy không? Thì những Đức cũng dựa vào cái tư tưởng của Phật mà những Đức điều chỉnh cái thời khóa tu lại cho quý vị tại nhà ai cũng tu được, đúng không? Rồi những Đức điều tiết cái cách nói chuyện mà quý vị nghe tất cả văn tự điều là đơn giản, dễ nghe. Có nghĩa là tất cả những cái văn tự mà thí dụ như thù thắng, rồi không những văn tự như thù thắng đâu, là những Đức không dùng, mà những Đức đổi là văn tự thành văn tự là lợi ích. Đó. Có nghĩa là những Đức dùng những văn tự vậy đó, chứ những Đức không muốn dùng văn tự như thù thắng
hay là nó cao siêu gì văn tự, như thế không dùng. Mà đổi văn tự lại hết luôn. Nhưng Đức đổi qua văn tự của Việt Nam luôn, và đổi văn tự lại cho cái người không có học gì cũng biết luôn. Quý vị cũng biết Nhân Đức không phải là người không đọc kinh đó quý vị, mà cũng không phải là Nhân Đức không đọc chú giải kinh đâu. Có đọc, tất cả văn tự Nhân Đức đều có đọc qua. Nhưng mà Nhân Đức lọc văn tự ra lại, đổi lại thành văn tự của Việt Nam. Nên tất cả những bài giảng của Nhân Đức, quý vị biết gì sao càng ngày người ta nghe quá đông không? Cái lợi ích ngay là nghe là hiểu. Nghe là hiểu, nghe là áp dụng được liền. Bây giờ quý vị nghe cái đề học thôi, khổ đau cùng cực biết nương vào đâu. Bây giờ người ta khổ quá trời mà, nhìn một cái nói trời, để coi thử cái gì, coi nương vào đâu, đúng không? Thì vô cái nghe thầy nói chuyện dễ hiểu quá. Như cái câu đầu nãy như Đức nói vậy, thấy không? Bây giờ nghèo quá trời còn bệnh, con không có tiền đóng tiền học luôn, ngồi đó bị khóc hả? Khóc gì à? Khóc làm gì? Thầy cô giáo ơi, bây giờ con tôi đi học mà nó không có tiền đóng tiền học, không có tiền đóng, thôi tôi cho con tôi nghỉ. Nếu mà cô giáo, thầy cô giáo mà được, nó thôi vậy thì bé nó học cũng được lắm, thôi để tôi đóng tiền học cho, đóng tiền học cho rồi cho nó đi học đi. À được, cho đi học tiếp tục. Còn tôi nói rồi mà, không có tiền. Thầy cô giáo nói không có tiền thì gia đình phải giải quyết, thôi vậy thì tôi cho con tôi nghỉ, đúng không? Giải quyết xong cái vấn đề của đứa con. Chồng nằm đó, anh ơi, em bây giờ em cầm cố mượn tiền đâu cũng xong hết rồi, mà giờ em không có tiền để trị bệnh cho anh. Bây giờ còn có con đường thôi, hai vợ chồng mình cùng ngồi niệm Phật anh ơi, hiểu không? Em niệm câu, anh niệm câu, em niệm câu, anh niệm câu, đúng không? Rồi hai vợ chồng mình cùng ngồi nghe pháp, vỗ tay cừ chơi anh ơi, được không? Trong lúc hoạn nạn mới biết được lòng người. Nấu cái nồi cơm ra không có miếng đồ ăn, bưng ra anh nghèo quá rồi anh ơi, không có đồ ăn đồ uống gì hết trơn, chỉ có nồi cơm mà bớ ra, hai vợ chồng mình có một chén, hai đứa con được hai chén nhỏ, rồi ăn cho qua ngày đoạn tháng, vợ chồng sống bên nhau chân thật tận đáy lòng, được không? Lúc cái hoạn nạn như vậy không biết cái lòng người sao, còn hơn là vừa nghe ung thư cái chạy trốn mất tiêu. Trời ơi, sống vậy là quá vô tình quý vị, đúng không? Nói vị nghe điều này mà quý vị biết rằng bữa nay là tiếng Nhân Đức là nói là đau khổ này, không nó mà cái tâm quyết Nhân Đức nói chuyện quý vị gì cỡ nào chưa? Bây giờ quý vị cứ nghĩ bây giờ người ta về đây đông gì, bây giờ mình là ông thầy phải nhiệt tình cỡ nào để mà giúp chúng sanh, đem cái mạng mình ký gỡ cho Phật A Di Đà đi, đúng không? Cái mạng còn ký gỡ đừng nói chi cứ cực cổ, đúng không quý vị? Nếu thí dụ như một ngày nào mình không nói được nữa thì ngậm miệng mà niệm Phật, khỏi nói nữa, đúng chưa? Vậy thì con người mình quá đặc biệt rồi, ít gì con người mình nó cũng có một thờ, một thờ con người mình đúng là quanh quanh liệt liệt, đúng không? Dù cỡ nào đi chăng nữa, sau này cũng có những người ta nhắc lại cái ông thầy đó, tuy là ổng hô, ổng dốt nát, nhưng mà ông thầy này chịu chơi, chịu chơi, tuy nói ngang ngang nhưng mà chịu chơi. Hồi đó giờ tôi quen nhiều ông thầy, chưa từng thấy ông thầy nào chịu chơi như ông thầy này. Chịu chơi mà lo nhiệt tình, đúng quý vị? Đó, cái gì cũng hoạch tẹt ra rõ ràng hết trơn. Đó, cái đó là cái mà ít gì cũng có người nhắc lại. Cuộc đời người nó qua thời mà,
sau này có người nhắc lại thôi. Nó những đức mong chùa mình á, quý thầy mấy chú bên cạnh những đức cũng học theo cái tính đó đó, thấy không? Hát hay cũng bằng hay hát, đúng là siêng năng hát nên từng nào người ta cũng ngồi, thấy không? Chứ nói thiệt quý vị ơi, ngồi gì cũng đau chân lắm chứ. Đau không? Đau. Đau. Mấy bà sao ơi nói ngược lại quá. Đau. Đau bà. À. Gì? À được. À, vậy là được rồi. Vậy là quá nhiệt tình đúng không? Nên nhà Đức nói nhà Đức lại 3.000 lại là chắc chắn là phải đi lại thôi. Hiểu không? Thật sự mà nói trong cái cuộc đời mình vì chết với anh hùng vẫn ý nghĩa. Đúng không? Hả? À, ông mà mình nói mình chơi cũng như anh hùng quý vị. Trời ơi, quý vị thấy hồi từ xưa tới giờ có cái chặng lễ nào mà nhà Đức bỏ cuộc không? Có cái ngày chủ nhật nào như Đức bỏ cuộc không? Suốt 10 năm chờ chưa từng một lần bỏ cuộc. Nhớ nghe, quý vị biết rằng một chương trình nào như Đức đưa lên mà như Đức bỏ cuộc là bảo đảm với quý vị, một là chết, hai là lết. Chứ sao? Quý vị nhớ là cái chặng mà lại mà bị đau sống không? Kinh thiệt. Có gì đúng là ghê gớm thiệt. Trời ơi, trước 3 ngày đau trên sống mà đứng lên không được. Không tưởng tượng được cái đau luôn, không biết sao luôn. Vậy mà tới giờ lại những đức qua, những đức ngồi thuyết pháp xong, những đức xuống lại. Khi mà những đức quỳ xuống nguyện hương đấy vì. Vì tin không? Quỳ xuống mà trên sống những đức nó kêu cúp. Lại xuống kêu gắt 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 gắt. Xong rồi những đức nói cho mày chết luôn, lấy cái tay những đức nhặn luôn. Thì biết nó đau cỡ nào không, mà những đức lấy cái tay, đức để ngay trang cái lưng kế cái mông, những đức nhặn xuống kêu cúp 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 cúp. Trời ơi, mình nói bây giờ con lại Quan Âm Bồ Tát con dẫn dắt nhiều người, bây giờ Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho con làm sao, chứ nếu không con chơi cho nó te tua gãy xương sống luôn, thử coi nó làm sao. Lại xuống một cái mông đưa lên trời, lấy cái tay nhặn xuống, cúp. Phong mư lại như vậy. Rồi là quỳ lên, đứng xuống, quỳ xuống, nhẹ sờn. Rồi không? Thấy cảm ứng không? Đó. Bởi vì mình gan là vì có Phật Bồ Tát gia hộ. Mình là phàm phu, mình còn sai, nhưng mình nhiệt tình làm việc cho Phật Bồ Tát. Vì nhớ cái chặng như Đức bị sốt nhức đầu. Trời ơi, vị biết rằng còn 15 phút nữa qua giảng. Mà nó sốt, nó nhức đầu, te tua. Đi quay. Tôi nói, quay kệ mày, đập y vô đi luôn. Qua giảng pháp một tiếng mấy, xuống lại Quan Âm, xiển niệm, lại xong, sức mồ hôi, hết luôn. Nhất định phải gan quý vị ơi. Nó nên quý vị tin Phật đi, vì cứ tin Phật đi chắc chắn. Những đức đã trải qua bao nhiêu chặng rồi. Bao nhiêu lần quý vị? Quý vị thấy cái lần mà lễ Quan Âm mới đây nè, nếu không có một chút sự cố gì, làm sao có 3.000 lại hôm nay? Đúng không? Nó tất cả sự cố đều thử thách mà thôi. Đúng quý vị? Đó, nên trong cuộc đời tu của mình quý vị, những đức vạch rõ cho quý vị nghe, thử thách. Trong cuộc đời mình thử thách, quý vị có bản lãnh vượt qua được hay không là đâu? Cái tâm mình nè. Ngay cái tâm mở ra. Trời ơi. Mở cái tâm ra. Nghèo kệ mày. Tao vẫn sống bình thường được không? Vậy mà vẫn một đời hạnh phúc. Hiểu không? Xấu. Xấu kệ mày. Hô kệ mày. Thấy không? Những đức cũng hô rồi. Những đức là hô chùm.
hiểu chưa? Trời ơi, hô dùm à, hô giết rồi, mình đánh hô giết. Nó đỡ hô quý vị. Quý vị nhớ kỹ nghe, bị hô bị niệm Phật chứ nó đỡ hô là bị sao không? A Di Đà Phật. Thấy không, nhớ nghe, A Di Đà Phật. Bị khỏi đi niền răng niền gì chứ nghe. Hiểu chưa quý vị, cứ A Di Đà Phật làm hoài đi. Giết rồi tự nhiên biết sao quý vị ơi. Nó dậm vô. Giết đỡ hô. Đó. À, nó quý vị cứ yên tâm đi. Cái câu Phật hiệu này hay lắm. Quý vị không có đẹp nhưng mà niệm Phật lâu có duyên. Bây giờ nhà Đức hỏi quý vị nè, đẹp mà vô duyên, xấu mà có duyên, quý vị chọn cái nào? Chọn xấu. Thấy chưa? Xấu mà có duyên. Vậy thì quý vị khỏi cần lo đẹp xấu. Quý vị chỉ cần có duyên là đẹp. Đúng không? Đó, mà muốn có duyên thì làm sao? Niệm Phật đi. Nó hôm qua có bà Bá Lợi mới gặp Như Đức, nói dạ thưa thầy, con bây giờ con muốn có thằng trai. Thì Như Đức nói cái này bà nói với chồng bà. Tự nhiên bà nói câu chọc lóc đi chợ, tự nhiên bang lại bà nói một câu nhỏ xíu à, bà đưa lỗ tai bà ré lỗ tai nhẹ sờn, bà nói dạ thưa thầy, con muốn có thằng trai. Trời ơi, bà nói câu này mà nếu chồng mà nghe chắc chết, đúng không? Ví dụ như người ta gặp, nó nói dạ thưa thầy, bây giờ con với chồng con sống có muốn có thằng trai, mà không biết là tu cầu nguyện sao để có thằng trai, và ảnh thích thằng trai quá. Nói rõ ràng, tự nhiên mới đé lỗ tai mới nói dạ thưa thầy, con muốn có thằng trai. Trời ơi, nói câu chọc lóc quý vị. Thì sao mà Nhân Đức cũng tiếu, Nhân Đức kêu nè, bà ngồi đi một chút tính mà sao. Bây giờ bà muốn có thằng trai đâu phải dễ. Trời ơi, Phật tử ta y xung quanh. Hôm qua thứ bảy á, y xung quanh. Xong Nhân Đức kêu bà ngồi đi một chút tính sao. Mấy cái chuyện khác thì dễ, chứ cái chuyện có thằng trai khó lắm. Nó không có tùy tiện được đâu. Trời ơi. Rồi xong á, bà ngồi nghe, bắt cái ghế bà ngồi, mà nguyên một nhóm cô Diệu Sưng đồ chụp hình đồ này kia xong hết trơn. Rồi từng nhóm xong hết trơn. Rồi bà lợi, bà hỏi, đầu bà mới nói là hồi nãy con nói với thầy cái vụ đó. Theo thầy thấy thầy tính làm sao? Ghê chưa? Thôi ơi, sao mà Nhân Đức nói à cái vụ đó đó hả? À cái vụ đó, à được, cái vụ đó thì để tôi chỉ cho. Xong rồi lúc đó bà nhiếp tâm nghe, nhiếp tâm bà nghe coi cái chỉ cách nào. Xong Nhân Đức nói gắng cố gắng tới cái bữa lễ Bồ Tát Quán Thế Âm 3000 lại, bà kêu chồng bà với bà lỡ đó chăn thật hai vợ chồng, đừng có sợ mệt gì hết. 3 ngày miêm mặt nghe pháp lại Quan Âm, không bỏ một lại. Ba ngàn lại nghe, nhiệt tình hết lòng chân thật, 3000 lại, thấy không?
lại cho tới bờ tới bến luôn, lại cho hết lòng hết dạ, nghe không? Chỉ cầu nguyện đúng là được thằng trai thôi, chân thật hữu cầu tác ứng, nghe không? Lại xong, nghe không? Nghỉ ngơi từng lễ sau. Rồi mua đồ hũ đồ về cho một tuần lễ đồ hũ cho muối tiêu đó, hiểu chưa? Rồi á mua chuối đồ về. Nên xong rồi bà nói trời trời, lại 3.000 lại, xong nghỉ một tuần, nhưng mà ăn đồ hũ chấm muối tiêu rồi chuối có kết quả gì thầy? Nên từ nơi đó nhà Đức nói tại vì tôi thích ăn chuối nên cái câu dạy của tôi á nó kèm chuối vô. Tôi thích ăn chuối nên tôi đề cập chuyện ăn chuối lắm. Nó mà chăng thật lại 3.000 lại, tin không? Có cảm ứng không vậy đâu. Hai vợ chồng mà đồng lòng là chắc chắn có cảm ứng. Bị nhớ nè, dù nó không có đi chăng nữa thì cũng lại được 3.000 lại, có ai dám nói gì mình, đúng quý vị? Chứ đâu phải là bây giờ người ta hỏi mình mà người ta bắt mình phải ghi giấy chứng nhận bảo đảm. Ai mà có bắt mình ghi giấy bảo đảm đâu. Thì lại xong 3.000 lại nghỉ một tuần thì sau này có không có thì kệ hai vợ chồng, đúng không? Nhưng mà chăng thật có cảm ứng nha quý vị, chăng thật có cảm ứng á, nó giỡn đâu. Là mà chăng thật là có cảm ứng á. Tại vì á, nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm mà cầu con được con, mà cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, mà 3.000 lại mà cùng với cái hội chúng mấy chục ngàn người mà chăng thật nhiệt tình vợ chồng cùng đồng hành, có thiệt á, nó giỡn đó nghe. Con trai á, cái đó là ta chỉ chi cầu cái thế gian pháp, đúng không? Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm mà cầu cái xuất thế gian pháp còn được, không chi là chi cầu cái thế gian pháp. Nên những đức tin chắc 100%, ai muốn chi cầu cái gì, ai muốn cầu nguyện cái gì, 3.000 lại này đến lại đi, chắc chắn quý vị nó sẽ có những cái lợi ích phi thường lắm, không giỡn đâu nghe. Nó qua câu chuyện này bị thấy không? Nên mai mốt có Phật tử có hỏi ông thầy á thì mình hỏi cho nó có đầu có đầu có đích, hiểu chưa? Hỏi ông thầy mà hỏi ngộ ghê, tự nhiên là ghé ngang cái dạ thưa thầy con muốn có thằng trai, nghe không? Cái câu đó nó hơi lỏng lẻo quá vậy, nghe không? Nó nên kinh nghiệm nghe, đây cũng là một nền giáo dục, nên hỏi dù thăng vừa thăng nhưng hỏi cẩn thận, đừng có hỏi gì. Hỏi gì nó hơi chống vắng quá, đúng không quý vị? Hiểu không? Tự nhiên là hỏi ông thầy con muốn có thằng trai, làm như ông thầy là nhà sản xuất, ngộ ghê, hiểu không? Ông nói thật sự với mà chia sẻ bằng pháp, tự nhiên á mà vui gì thấy hội chúng nó hưng khởi ghê, hiểu không? Ôi, nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị nghe, cả đời niệm Phật không có buồn dặn ai để trong tâm, quyết chí đời này chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha quý vị. Ai Di Đà Phật. À, chúng ta đọc 12 lời đại nguyện Phật Ai Di Đà quý vị. Kính lại Phật Di Đà, kính lại Phật Di
Con nay xin phát nguyện, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, liên hoa con quá sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Chúng ta phát nguyện cả đời tín nguyện niệm Phật quý vị. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chùa chúng ta mỗi tuần chủ nhật bây giờ đông lắm quý vị. Chắc chắn rằng người ta về tu được kết quả và vui và được lợi ích rất là lớn. Cái đặc biệt là vì về đây có những người mình, người nữ mình đã từng mang nghiệp phá thai, mà điểm chùa mình thì những đức thường giảng pháp, thêm cái nữa là có niệm Phật rồi tu tập. Cái cúng thiết thực này quan trọng lắm, tại vì những hương linh người ta bị chấp cái ăn cái uống nên người ta đói khát, người ta khổ. Mình về đây mình tu tập mà cúng thiết thực á, hương linh đã vui, thêm người ta cởi mở tâm tư. Giống như quý vị là đây mà nghe những đức chia sẻ bị cười vậy đó, cười vui.
Khi vị cười vui thì hương linh thai nhi cũng đi theo nó cười, cười ké. Thấy chưa? Đó. Nên có những người ta cũng quý những đức lắm. Có khi đi ngang đồ, có những người ta kêu thầy vỗ cái đầu giùm con cái thầy. Từ hôm nay chúng ta sẽ ăn gì? Khi vị kêu vậy những đức cười cái là được rồi. À, chứ đừng có vỗ cái đầu. Vỗ cái đầu đây có nhiều người người ta nói mình mê tín. Nó không thầy Đức bữa nay vỗ đầu con người ta tùm lum lắm. Công an người ta bắt những đức chết. Để những đức nuôi mấy bà già thấy không? Chứ có nhiều người người ta quý mình người ta vậy mà thấy cũng tội nghiệp người ta nghe. Thôi hôm nay chúng ta cười cái được rồi nghe. Quay là cười cái được rồi. Đừng có vỗ cái đầu. Cái đầu để thờ Phật Bồ Tát. Mình thằng phàm phu vỗ đầu người ta bậy bạ kẹt. Nghe không, cứ vậy nghe vị nhớ. Nên cái công đức về chùa tu lớn dữ lắm. Nên chúng ta nguyện đem cái công đức này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ. Nhờ Hòa Thượng xây chùa mà mình mới có điểm chùa gì mình về mình nương tựa mình tu. Rồi chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho tất cả quý Phật tử và tất cả chúng sanh trên quả địa cầu này, và gia quyến quý vị được bình an. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng ta nguyện đem công đức của toàn thể đại chúng tu này lớn lắm hồi hướng cầu siêu cho chư hương linh. Nguyện thần thức quý vị được tỉnh táo sáng suốt, nương vào bổ nguyện niệm Phật, buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, để chúng ta cùng niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung, tự thực biến thập phương nhật tiết Phật tự cầu. Nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiết, ngà đặng dư Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngô tình chung ngã kim tí như cung, tự thực biến thập phương nhật tiết hộ tình cầu. Nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiệt, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí như cung, nhật tí cô hồn cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiệt, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà, việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, tam bà và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu già đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh,
danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Bi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhớ quý vị, những người nào mà mình đã từng mang nghiệp pháp hay, cái phương pháp mà đặc biệt nhất để mà cầu siêu cho những hương linh thai nhi, đó là quý vị nhớ Phật, niệm Phật, cái đi đứng nằm ngồi cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chứ đừng có nghĩ đến chuyện phá thai mà mình đau khổ hoặc nặng nề hoặc buồn phiền hoặc sợ hãi, bỏ đi cái tâm đó, mà chỉ cần nhớ Phật, rồi mỗi ngày nghe pháp, nhớ Phật, niệm Phật vậy thôi. Đây là phương pháp mà quá giải nghiệp phá thai và cầu siêu cho những hương linh thai nhi đặc biệt nhất. Nhớ nghe quý vị. Chúng ta làm lễ phóng sanh. Chùa mình từng nào chương trình tu tập xong, chúng ta đều có cái lễ phóng sanh đặc biệt lắm. Vì nhớ nè, Phật đã dạy ăn chay phóng sanh thì sức khỏe tuổi thọ kéo dài, lời Phật dạy là 100%. Nên những người mà bị ung thư, nhớ kỹ là nên phát tâm ăn chay trường và phóng sanh, hay dữ lắm. Tại vì mình do nghiệp sát sanh là gia đình lộn xộn lu bu và giờ bị bệnh ung thư. Bây giờ quý vị nên phát tâm phóng sanh, ăn chay trường. Đó là cái tâm chân thật sám hối để cầu tiêu nghiệp chướng. Mà cái tâm bị rất là an, và thêm cái là niệm Phật, siêng năng niệm Phật, ăn chay phóng sanh. Đây là phương pháp rất đặc biệt để quý vị hóa giải cái nghiệp bệnh đau. Nhớ. Nên chùa mình bây giờ những đức đa phần là đều là phóng sanh chim cu. Mà từng nào những đức cũng nói nghe, để cho mấy ông đàn ông mà cản trở mấy bà vợ đi tu đó, mong là đem cái công đức này hồi hướng cho mấy ông, để mà mấy ông tiêu trừ nghiệp chướng đi, để cho mấy bà đi tu. Đã không đi tu được mà cứ cản mấy bà vợ đi tu không à, kỳ cục ghê. Tôi thấy mấy ông sao mấy ông kỳ cục quá, mà mấy ông vô duyên quá. Nên bây giờ nhận đức á, bao nhiêu năm nay phóng sanh chim sẻ sẻ không? Bây giờ mấy bà tu đông lắm rồi. Bây giờ từ hôm nay là phóng sanh chim cu suốt, để hồi hướng cho mấy ông, để mấy ông đi đến đây tu nghe. Mà mấy ông mà đi tu là mấy bà sướng lắm á nghe. Hiểu không? Mấy bà tu là dễ tính, mấy ông tu dễ tính thì gia đình hạnh phúc chứ làm sao. Đó nên lần nào những đức cũng nói vậy để mong mấy ông, mấy ông nghe. Mấy ông nghe mấy ông cũng mừng lắm. Nói, ông thầy này cũng nghĩ tới mình ha. Không có đi tu mà ông phóng sanh chim cu hồi hướng cho mình. Hiểu không? Đó nên bây giờ chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim nè. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật quan hỷ vui vẻ, vỗ tay để thả chim nhé.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nhé. À, chúng ta xuống trên đường và qua đây lấy cơm ăn quý vị. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng nhé. A Di Đà Phật.